Và bây giờ là 20 giờ 40 phút anh em ạ. Và hôm nay thì tôi lại làm video này để giới thiệu cho anh em tổng quát, tổng thể toàn bộ những cái dòng bi gầm có tại thị trường Việt Nam. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Và trong cái video này thì mình sẽ nói chi tiết từng cái dòng một. Và video tiếp theo thì tôi sẽ làm về test từng dòng bi ở trên ở bên phía bên ngoài luôn. Anh em nhớ đón xem cái video tiếp theo nhé. Thì ở đây trên bàn đây, em quay vào đây. Thì chúng tôi có rất là nhiều dòng bi gầm anh em ạ. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu từ rẻ nhất đến đắt nhất đi. Đây rồi, đây là bi gầm IPHK. Đấy, cái dòng này thì một trong những dòng nó rất là rẻ hiện nay tại thị trường rồi. Và cái dòng bi gầm IPH này thì nó có hai dòng này anh em này, nhìn này. Đấy nhá. IPH M611 và IPH M612. Đó, thì hai dòng bi này nó rất là rẻ, giá nó rất là tuyệt vời. Thì, tất nhiên thì nó sẽ không được tuyệt vời cho lắm, thì cao hơn một chút. Cao hơn một chút thì dòng bi GT Tai Quan. Cái dòng này thì anh em cần lưu ý một chút là hiện nay ấy, cái dòng này ở Việt Nam đã có cái dòng bi fake rồi. Thì cái bi gầm thì nó sáng thì lên thì như nào thì anh em có thể tưởng tượng qua đây. Lắp ở vị trí gầm này, chiếu vào. Đây là ánh sáng trắng này, ánh sáng 3000K này, và đây là ánh sáng 5500. Ok, thế cao hơn thì chúng ta có dòng bi ao zoom. Đây, ao zoom thì nó cũng có hai dòng anh em ạ. Một dòng là 2,5 inch và dòng 3 inch. Thì chút xíu nữa thôi mình sẽ mở ra cho anh em cùng xem. Thì trong cái phân khúc giữa giữa nó thấp hơn ao zoom thì nó sẽ có cái dòng bi CX này này. CX này cũng là một dòng rất là sáng. Và cái dòng 3 inch này thì nó cũng có đủ tất cả các chân. Đó, cho anh em xem. Ok, và mình sẽ đi vào bóc hộp nhé. Từng dòng một. À chưa, trước khi mở bi gầm ra thì tôi giới thiệu với anh em là ba lát và bóng. Thì để lắp được bộ bi này chúng ta cần một độ bô một hai cái bi thì chúng ta cần hai cái bóng, hai cái ba lát. Thế thì nó có bao nhiêu dòng? Nhiều người tư vấn là lắp dòng bi này đèn này thì giá chừng này, nhưng mà thực tế ra là nó như này. Ba lát IPHK. Và đây là một cặp ba lát này. Ở đây cặp bóng của nó đây, tôi sẽ lấy, anh em chờ tôi một xíu nhé. Đây à, đây là combo của nó này, đây là HID Ballad đấy, còn đây là HID Xenon Bu đấy, có nghĩa là bóng đấy, sử dụng bóng H11 6000K. Tí nữa tôi sẽ đi đến chi tiết thì dòng bi nào thì lắp cái bóng nào. Thì hiện nay nó chỉ có hai dòng là dòng H11 và dòng D2H thôi. Đây là một bộ combo của IBHK. Tiếp tục thì bên cạnh của tôi là GTR. Đấy. Thì nó cũng có là hai đôi ba lát và một đôi bóng. Đấy, thì là nó là một combo. Thì tiếp tục nữa là combo nữa. Combo này là combo. Đây à, anh em chờ tôi xíu nữa. Đây à. Đây là combo của bóng ao zoom và ba lát ao zoom. Đó. Ngoài ra thì nó lại có thêm phân khúc nữa, nhiều lắm. À đây à. Đây là cũng ba lát ao zoom nhưng mà lại dùng bóng tăng sáng của ao zoom. Đây. Đây là một dòng bóng tăng sáng của ao zoom. Hơi nhiều anh em. Nhưng mà mình sẽ nói chi tiết để anh em hiểu được. Đây là đây là ao zoom H11. Đấy, đây là 55W. Thế thì cái 55W này này thì nó sẽ đắt tiền hơn so với là cái ao zoom này. Đấy, nhiều anh em bảo rẻ với đắt thì nó phải có cái phân khúc của nó. Mình đi đến chi tiết, giới thiệu chi tiết cho nó dễ hơn. Và đây là một dòng bóng nữa, bóng GBNE. Tất cả những dòng là chính hãng nhá. Và có một số sản phẩm thì chúng tôi bảo hành 3 năm bởi hãng, chính hãng nên được bảo hành 3 năm. Còn cái hàng mà như dòng HID này thì của IVH thì nó chỉ bảo hành 1 năm thôi. Bởi vì là chúng tôi không phải đơn vị phân phối chính hãng mà chỉ là ở Việt Nam chưa có đại lý phân phối chính hãng thì là đúng hơn. Thì chúng ta chỉ sang nhà máy nhập về thôi chứ không bên bên nhà máy người ta không không cho để độc quyền. Không cho để độc quyền nên là chúng ta lại không được bảo hành 3 năm.
Tuy nhiên là tiền nào của nấy thôi, giá thì nó sẽ rẻ hơn. Thế tiếp tục thì bóng 3 lát, 35W, 55W có rồi. Thế nó có một dòng nữa là phải nói đến bóng. Bóng thì nó có 3 cái gam màu. Thì cây gam màu trắng thì là ánh sáng của nó là 5.500K hoặc là 6.000K. Như lại ao zoom ở đây. Đấy, cho anh em xem này. Ông này nhá, là 6.000K và 5.500K, ánh sáng trắng. Còn đây là ao zoom này thì 4.300K là ánh sáng vàng nắng. Đấy, đây này, nó có cái mã số đây anh em này. Đó. Đấy, thì nếu mà anh em mà vùng cao đi thì có thể chọn dòng 4.300 này này. Đấy, để đi ánh sáng vàng nắng ấy. Tuy nhiên là nếu mà phá xương đặc sệt thì anh em phải dùng cái dòng này này, gam màu là 3.000K. Đấy, đây là 3.000K. Thế thì tại sao mà lại có nhiều dòng bóng, nhiều hãng bóng như thế? Bởi vì là nó là phân khúc thôi. Thì cái phân khúc rẻ nhất ở đây, và ngoài phân khúc nữa thì nó còn là được sử dụng 3 lát này, là 3 lát bảo hành 3 năm hay là bảo hành 1 năm. Như cái gói của IVH này này, chúng ta dùng bóng 3 lát bi gầm của IVH thì nó rất là rẻ, thực sự rất rẻ. Giá chưa lắp đặt mình thấy là mọi người bán tầm 1.800.000, 1.900.000, hoặc có thể là 1.700.000 cũng được, bởi vì là nó tùy với chế độ bảo hành, có người bảo hành 6 tháng, người bảo hành 1 năm. Tuy nhiên chúng tôi bán ấy, ít nhất là phải bảo hành 1 năm cho anh em. Đây là nó rất là rẻ, dòng này này. Thì cao hơn một chút thì chúng ta lại lại phân chia như này cho anh em dễ hiểu hơn này. Nếu mà cao hơn ấy, thì chúng ta lại dùng cái, vẫn là dùng cái bi IVH này, nhưng mà chúng ta lại dùng bóng 3 lát GTR để lắp vào cái bi IVH này. Đấy, thế là chúng ta dùng bóng 3 lát của GTR thì nó cao hơn một chút. Tuy nhiên nếu mà cao hơn nữa thì chúng ta có thể chọn là cái dòng bóng 3 lát ao zoom này. Đấy, tuy nhiên GTR thì nó cũng có dòng cao hơn, nhưng mà nó tùy phân khúc thôi. Đây, ao zoom này thì nó lại phân khúc lại cao hơn cái 35 của GTR này. Tuy nhiên thì so với 45 thì nó lại thấp hơn một chút. Đấy, 45W đấy. Đây là dòng này là ao zoom bảo hành 3 năm chính hãng tại Việt Nam. Nó còn nếu mà cao hơn nữa thì vẫn là cái đôi bi IVH này, nhưng mà chúng ta lại sử dụng cái 3 lát là 55W. Cái công suất của 3 lát 35W ấy với cả 55W thì anh em cảm cảm tưởng là nó giống như của mà bên là 35 kg, một bên là 55 kg. Đấy, hạng cân này thì nó sáng hơn, kích nhanh hơn, khỏe hơn. Và ao zoom này thì chúng tôi vẫn chuyên dùng nhiều nhất, bền bền và sáng. Còn bóng xenon thì nói thật anh em là tăng sáng với cả không tăng sáng, nếu mà so sánh cùng phân khúc ấy thì nó, nếu như là tăng sáng của dòng này và tăng sáng dòng kia thì mình thấy là nó như nhau. Trừ khi nhá, từ khi anh em chọn cái dòng làm Oran tăng sáng thì nó hơn một chút xíu thôi, nhưng mà giá của nó thì lại hơi cao. Đấy là tất cả những cái dòng bi, dòng bóng, dòng ba lát thì mình sẽ đi đến chi tiết cho anh em. Thì cái dòng bóng, dòng bi hiện tại có bi 3 inch đi, mình sẽ mở ra cho anh em xem nhé. Đây nó hơi nhiều này, mình sẽ bóc bỏ ra cho anh em xem này. Bi gầm chúng tôi giờ bi gầm này thì có đến rất nhiều là dòng khác nhau. Thì đây là bi 3 inch. Đó, bi 3 inch thì nó to này, anh em nhìn này. Ngón tay từ ở đây sang bên này vẫn thừa. Và nắm của tôi nó to. Nói chung là cái hốc này thì nó sẽ lắp cho những cái dòng to, ví dụ như là BT50 này hay là Xpander này. Đấy. Thì trên này nó có dập chữ IVH nổi nữa. Cái dòng này thì mình không thấy fake đâu. Mình theo kinh nghiệm của mình lắp nhiều không thấy fake. Còn đây là các cái chân gá của nó đây. Đó, cho anh em xem này. Ở chân gá của nó, chân gá lên trên xe đấy. Mình cũng không tiện thể mở ra, tí nữa mình sẽ mở ra sau. Thì cái dòng bi tiếp theo mình mở ra vẫn là IVHK, nhưng cái mã này nó nhỏ hơn. Mình sẽ bọc ra cho anh em xem nhé. Thực ra buổi tối rồi nên là quay nó cũng không được nét lắm, nên anh em mà cho tớ xin lỗi. Đây, đây là dòng bi 2.5 inch. Anh em nhìn qua này, quay trên xuống thì thấy là cái dòng này nó nhỏ hơn, dòng này nó to hơn. Cái dòng này mạ chrome trước này nó rất là đẹp đấy. Và đặc biệt là IVH là một trong những cái hãng nó khá nổi tiếng, và đặc biệt là phân khúc của dòng này nó là ngon bổ rẻ, rất là hợp lý. Ánh sáng thì tí nữa hoặc là video tiếp theo mình sẽ test cho anh em. Cái video này hơi dài nên anh em xem hết thì sẽ hiểu được toàn bộ những dòng bi gầm, nên là anh em
ủng hộ mình nhé, cứ xem dần dần vậy. Và tớ vừa mới dọn hết xuống để quay cho anh em nhìn cho nó dễ hơn. Đây là dòng BGT. Dòng BGT này thì nó cũng rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam rồi. Cái dòng BGT chính hãng thì nó có các cái đường chỉ số trên này. Tuy nhiên là nói qua một chút nữa, phân biệt thêm một chút nữa cho anh em là cái dòng B-Fake ấy, thì nhìn cái thân vỏ đây này, này, khi mà nó đúc ấy thì nó mài xấu lắm. Rồi cái đít sau này nó bóng này, nên anh em nhận biết cái B-Fake thì nhận biết bằng cách đấy, là nhìn cái đường mài ở đây là nó không có đâu, nó đúc đẹp, các chi tiết này nó đẹp. Còn nếu mà fake thì nó xấu. Và ở đây là cái đít này là nó màu đen, kiểu đen nhám ấy. Còn đây là fake thì nó là đen bóng. Thì ở đây là dòng là chính hãng rồi. Thì nó cũng chỉ có một số, đặc biệt là khi mà chúng ta cho lên thì chúng ta mới biết được là nó fake hay là thật thôi. Tiếp theo một dòng bi gầm nữa, mở cho anh em xem. Đây là ao zoom này. Ao zoom thì nó chỉnh chu lắm. Dòng này thì nó thương hiệu rồi, nó chỉnh chu lắm. Khi mà đóng sản phẩm nó cũng rất là đẹp. Đây, cái túi màu, đây, cái thân của nó này, anh em nhìn này, bóng loáng luôn, thân đen nhánh rất là đẹp. Đấy, ở đây thì nó cũng có cái viền trắng ở đây, nhìn nó rất là ngầu. Và cái lúc này lúc xanh đấy, thì cái ba inch này tí mình giới thiệu chi tiết hơn một chút nữa. Đấy, ba dòng ao dùng này nhìn sờ cái biết là chất lượng rồi. Thì mở thêm dòng ao zoom nữa là dòng này là dòng 2,5 inch. Thì cái đây, cái đèn gầm nó lắp ở đây này. Đấy, anh em nhìn này. Đó, mình sẽ mở ra cho anh em xem nhé. Đây là dòng 2,5 inch. Nói chung là ao zoom thì mình thấy từ trước này mình lắp ao zoom mình thấy từ cái cách đóng hàng cho đến giá cả sản phẩm nó rất là tuyệt vời. Đấy, sau này viết ao zoom Forland này, thân thì màu đen bằng sắt, ở trên này nó bằng đồng rất đẹp. Còn ở đây là cái lúp xanh rất là ngọc, đố mắt. Tiếp theo một dòng nữa, đây là dòng có thêm một dòng BGTR nữa, nhưng mình hôm nay mình lại không cầm được về đây cho mọi người xem. Mà đây là dòng BCBX. Đây, CBX này là một trong những dòng nó cũng rất là thương hiệu, chứ không phải là những cái dòng mà không tên tuổi đâu anh em ạ. Dòng này nhà máy rất to, CVX. Đấy, đây là nó còn có cái trục trước này. Đấy, đằng sau này thì đây, trên thân của nó viết chữ CVX, ngày tháng năm rõ ràng, giật luôn, nó đẹp. Đó, thì để nói tổng quan qua cho anh em, thì những cái dòng bi này thì nó cơ bản là nó cũng đều chống nước cả. Nó cũng có thấu kính và nó cũng gom sáng, có mặt cắt không làm chói người đối diện. Tất cả dòng bi này nó đều như thế cả. Thế thì nó khác nhau là khác nhau ở cái len. Cái len đó là cái thấu kính này anh em. Đấy, cái thấu kính này khi mà chúng ta lắp theo thời gian nó không bị tối đi. Tuy nhiên nó tối đi thì mình đánh giá là nó tối thì nó có nhiều trường hợp. Trường hợp là thợ lắp mà người ta lắp xong mà người ta không keo chỉ, người ta không bôi silicone vào thì nó không được nước nó sẽ vào, hoặc là lắp lên thì còn căn chỉnh rồi thì vị trí lắp nó có đẹp hay không nữa. Đây là nó dẫn đến nhiều trường hợp. Còn lại cái dòng bi này thì tôi đánh giá tất cả những dòng bi này mà mình đang làm thì cơ bản là nó cũng được. Tuy nhiên là cái dòng này nó rẻ hơn, IVH nó rẻ hơn anh em ạ. Đấy, IVH nó rất rẻ, nó rẻ bằng một nửa so với những dòng khác. Đó, thì nó có 3 inch và 2,5 inch. 3 inch thì nó đẹp hơn cho những dòng xe mà hốc nó to. Còn những dòng hốc nhỏ thì không thể lắp được thì chỉ lắp 2,5 inch thôi. Đây, mình sẽ chia ra đây này. Đó, 1, 2, 3 giá tiền đấy, từ lớn đến bé. Đó, đây là dòng bi 2,5 inch. Còn đây là dòng bi, bên này là dòng bi 3,5 inch. À không, 3.0 inch, xin lỗi anh em. Thì đối với cái dòng này, IBH được sử dụng bóng H11. Đó, hai cái dòng bi này được sử dụng bóng H11. Kể cả cái dòng 3 inch này, đây là dòng đặc biệt 3 inch mà sử dụng bóng H11 thì chỉ có IBH thôi. Thì bóng H11 khi mà anh em sử dụng thì nó giá nó sẽ rẻ hơn so với những cái dòng, ví dụ đây là dòng CBX này, được sử dụng bóng D2H nên là nó đắt hơn. Cái bóng D2H bao giờ nó cũng đắt hơn so với bóng thường.
Còn ao zoom này thì quá chất lượng à. Ao này hơi cao chút. Ao zoom theo thông tin nhà máy thì gần ra cái dòng là cao hơn nữa, đây là dòng bi gầm đúng mắt, sáng lắm, sáng khủng khiếp. Thế thì mình sẽ lắp thử vào cho anh em xem là cái bóng DH11 nó khác nhau với bóng D2H ở chỗ nào. Đây mình sẽ lấy thử nhé. Đây là đây bóng H11. Đây mình sẽ bóc ra này. Đó. À, cái này khi mà mở bóng ra lại cần phải giới thiệu chi tiết hơn. Đây là bóng ao zoom H11. Ở trên nó viết này MT88. Ở đây là có chữ ao zoom và có chữ FBL. Đấy. FBL có nghĩa là tăng sáng. Đây rồi. Đó, tăng sáng. Thì mình sẽ mở một cái đôi bóng không tăng sáng cho anh em xem nhé. Anh em xem cho anh em hiểu hơn là tại sao mà lại gõ có gói này mà lại không có gói kia. Đây. Tôi sẽ mở đầu này vậy. Thực ra anh em xem một hai lần thì anh em sẽ hiểu cái video, nội dung video này. Là bóng H11 này. Đấy, bóng này là ao zoom 35W và dòng này là dòng thường. Đấy, còn dòng này tăng sáng. Thế điểm khác biệt của nó ở đây là gì? Thế cái cột trên này nó màu xanh này, còn cột này nó màu đen. Đó. Rồi ở đây là cái thân này này, nó bằng inox. Cái này nó bằng nhựa. Cái dây này nó được bọc một cái lớp ở bên ngoài nữa. Còn ở đây nó là bằng nhựa luôn. Đấy. Thế thôi. À, ở đây thì nó cho thêm một cái dây này nữa. Nói chung là tăng sáng thì nó chỉnh chu hơn, nó đẹp hơn. Và ở trên này, anh em nhìn trên này, đấy. Nó có một cái lớp ở trên này nữa. Cái này là để cố định bóng đèn cho nó chắc chắn. Thì mình sẽ mở thêm một loại nữa cho anh em, đó là loại GTR. Và thêm một loại nữa, đó là loại GBNE. Đây, GBNE cho anh em xem nhé. À, đây là đôi bóng của GTR. GTR nó cũng có hai loại, một loại thường, một loại tăng sáng, thì cũng như ao zoom thôi, một loại tăng sáng, một loại thường. Tôi sẽ mở ra cho mọi người xem đây này. Nằm bên dưới này. Đấy. Đây là cái bóng của GTR thì nó cho vào đây. GTR này là dùng bóng D2H đấy, D2H 4.003K và dòng này nó cũng là dòng đang xin ông được bán khá khá nhiều trên thị trường, nhưng mà ao zoom nó vẫn là nhiều hơn. Tiếp tục dòng nữa, dòng này mới cũng là một dòng thương hiệu này, GBNE. Tí nữa mình sẽ mở thêm dòng GBNE thì nó mình sẽ bóc bóc trình ra. Đấy. Hơi nhiều dòng. Đây. Đó, vì nó em thiết kế rất là chắc chắn và đẹp. Thế thôi, mình cứ để tạm vào đây đó. Cho mình mở thêm một dòng nữa. Đó, GBNE. Thêm một dòng nữa, đây là dòng dòng này là IBHK, đây, IBHK. Đây. À, IBHK thì nó rẻ hơn nè. Thiết kế nó cũng nhẹ nhàng hơn chút. Đó, đây là tổng thể tất cả các cái dòng bóng hiện nay tại thị trường Việt Nam bán nhiều nhất. Cái anh em nhiều lúc nhiều anh em hỏi là thì dòng nào là tốt nhất, thì theo cá nhân mình ấy, cái dòng mà tốt nhất ấy, thì chắc chắn là dòng đấy phải được bảo hành dài. Và dài thì nó khoảng bao nhiêu? Nó khoảng 3 năm. Thế là sản phẩm chính hãng thì nó được bảo hành 3 năm. Còn những cái sản phẩm mà nó không đảm bảo độ bền, không được bảo hành dài, thì anh em xem lại cái nhà phân phối hoặc là xem lại cái đơn vị lắp đặt được bảo hành 3 năm thì anh em nên chọn cái dòng đấy. Còn cái dòng mà mình đánh giá là lắp nhiều nhất tại thị trường Việt Nam ấy, thì nói đến là ao zoom. Ao zoom thì nó tồn tại ở thị trường Việt Nam khoảng tầm 5 năm rồi.
có quá nhiều anh em review về ao zoom này, nó rất là bền. Thì hiện nay nó có thêm cái dòng là dòng dòng GBNE, nó có thêm dòng GTR nữa, hay là những cái dòng bi cũng rất là nổi tiếng, nó cũng bán khá khá chạy. Thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem. Và ở trên này ấy, thì nó sẽ có dòng là dòng H11 này, còn dòng D2H nhá. Cái dòng D2H giống như cái GTR mình vừa tháo ra ấy, đây này. GTR và ao zoom cũng có D2H. Mình sẽ bóc lên. Nó hơi nhiều loại, mọi người thấy nó rất là nhiều loại, nhưng khi xem chi tiết thì thấy video này mình làm cực kỳ chi tiết. Cái bóng D2H ấy thì nó khác cái H11 ở cái chỗ nào? Đấy, đầu tiên là ở đây là cây gài này. Còn bên này không có cái gài mà nó là khi mình vặn là cái đít này ra này, đấy, nó xoáy vào đây. Thì khi mà dùng D2H ấy thì mình cảm giác là nó chắc chắn hơn. Tuy nhiên là nếu như anh em lắp H11 đấy thì anh em nên bôi silicon xung quanh cái bi khi mà chúng ta lắp đặt xong, thì mình sẽ ngoáy vào và mình chỉ cho anh em. Thì anh em khi mà lắp đặt thì nên 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 bảo thợ ở đấy nên cho silicon vào. Ui, cái dòng ao zoom này thì nó thiết kế nó chắc chắn lắm. Đó, sẽ bóc ra. Dòng này tăng sáng này, ao zoom tăng sáng này, dòng này quá nhiều tại thị trường Việt Nam, lắp quá nhiều. Đấy, thiết kế rất là đẹp, bóng loáng, cột màu xanh. Đấy, và mình sẽ lắp thử từng dòng xe một cho mọi người xem nhé. Đây là dòng D2H của ao zoom này. Đấy, tôi sẽ để đến đây. Ok, mình sẽ đi đến là mình lắp này. Đây là dòng ao zoom, tôi sẽ lắp lên cái bi ao zoom. Thế cái bi ao zoom thì nó có một cái dây dán ở đây, mình đã bóc ra. Tí nữa tôi sẽ test lên cho mọi người xem nhé. Cái video này nó hơi dài, mình biết là khi làm video này nó hơi dài cho mọi người xem, thì mọi người sẽ hiểu được chi tiết hơn. Đây, mình sẽ ngoáy vào này. Ở đây thì anh em xem là cái cửa này, đấy. Cửa này là rộng nhất, thì ở trên này nó có một cái cửa, ở đây cửa này là rộng nhất, đây anh em bỏ vào. Đấy. Như cậu ấy mợ luôn, kịch luôn. Kịch không thể vặn được nữa. Đây là cái dòng bi ao zoom. À, chắc chắn không bao giờ có nước vào, nhưng mà khi mà lắp xong nên bôi silicone vào đây. Đây là lời khuyên của mình. Thế khi mà hấp hơi là chuyện bình thường, bởi vì là nhiệt độ ở bên ngoài lạnh lạnh hơn bên trên, trong nắng hơn, mà bên trong lại có nước thì chắc chắn là hơi nước nó sẽ đọng lại ở đây. Thế thì khi nó sẽ nhỏ ra ở đây. Tất cả dòng bi nó đều có cái lỗ thoát hơi ở đây này. Đấy. Thoát hơi này thì thường thì chúng ta để phía bên dưới này, đấy. Để cho nước nó sẽ chảy ra đây. Dòng nào cũng có anh em ạ. Đây này. IBHK nó cũng có đây này. Đó. Thì dòng IBHK thì mình sẽ lắp cái bóng IBHK nhá. Tí nữa mình sẽ test độ sáng cho mọi người nữa để mọi người xem. Đấy, ra ngoài vào này. Thì cũng là cửa to nhất thì cho lên trên thôi. Cái dòng IBH này thì nó không lắp lên thì nó không được chắc chắn cho lắm một chút, nhưng mà lắp nhiều dòng này rẻ đấy. Thế thôi, và chúng ta cũng phải bôi silicone ở đây nhé, không là khi mà nóng nóng thì nó sinh ra nở thì nó sẽ bị lỏng đấy. Hai dòng bi tiếp tục nào. Cái này đây là ao zoom, thì cái dòng BGT này, cái BGT này nó không có một cái hãng bóng nào cả đấy. Thì chúng ta sẽ lắp cái bi cái bóng tăng sáng này vào đây. Đây cũng là cái cửa to nhất thì chúng ta cho vào thôi. Anh em nhìn này. Người cẩn thận không nó gãy cái này anh em nhé. Đó, kịch luôn, đấy. Trong này cũng rất là chắc chắn. Tiếp tục là IBH CBX. Đây, dòng CBX này nó cũng có bóng và ba lát nhá, nhưng mà tuy nhiên là hiện tại thì mình thấy ao zoom nó bền, thì bên mình bán chủ yếu là ao zoom. Tuy nhiên là nếu như có anh em có nhu cầu thì vẫn đưa về bán bình thường. Khi mà cái bóng này thì nó lại cần thêm cái này để chúng ta cho vào. Mình sẽ lắp cái này ở trên cái GTR nhá. Cho nó đục bộ, không anh em lại. Bóng GTR thì nó là bóng D2H, vậy chúng ta sẽ lắp với cả bi. À, tôi sẽ để đây. Cái này thường chúng ta phải luồn vào đây này, anh em nhìn tôi luồn đấy, luồn vào đây
vướng rồi đấy. Sang và để cho vào cái bi, sau tí nữa chúng ta sẽ test lên. Mình sẽ có video test ở ngoài đường để cho anh em xem nhé. Đấy, chúng ta để nó vào đây. Theo nghĩ cái này chỉ cho một cái quàng này vào, nó cho hai cái thừa. Ok. Đấy. Cái bi này chúng ta cho vào đây này, anh em nhìn này. Anh em nhìn nhá, ở đây nó có cái cửa vuông này. Cửa vuông này mình cho vào cái cửa vuông này đấy, cửa vuông này. Thì để nó sập xuống được. Hơi muộn rồi, vẫn làm video gửi cho anh em để tư vấn cho anh em về dòng bi gầm có nhiều tại thị trường Việt Nam. Thì video chắc là chi tiết nhất mà về bi gầm này anh em ạ, không ai có nhiều những dòng này giới thiệu cùng một lúc như này. Rồi, lắp vào đây này, anh nhìn này, đấy, rất là chắc chắn. Đấy, tiếp tục thì đây là dòng bi của dòng 3 inch, thích này, chắc chắn, thiết kế nó đẹp lắm. Nói chung là dòng này ao zoom từ trước đến nay không sản xuất gì thôi, sản xuất đẹp lắm. Tự sẽ lắp đôi bóng D2H của ao zoom lên. D2H ao zoom thì gần như là 100% là tăng sáng hết, dùng tăng sáng cho nó chất. Thì cũng chúng ta cũng đút như thế thôi, cho vào đây. Chắc video test là nó cũng hơi dài đấy anh em ạ, mình sẽ có tí video test từng xe một. Dòng nào mình cũng lắp bởi vì là tùy phân khúc mà, nhưng mà khách thích nó rẻ thì lấy dòng rẻ hơn. Ok. Chỉnh chu hơn, nó cho hai cái tai này đều xoáy cho nó chắc chắn, quá chắc luôn. Như này đối với dòng này này không cần phải nhỏ keo đâu, silicone đâu. Tuy nhiên là nếu mà cẩn thận thì cũng nhỏ vào không sao, cần tập vô anh này. Ok, thế là đây là tất cả cái dòng bi này, cái dòng mà 3 inch cao cấp như CBX và dòng ao zoom thì được sử dụng bóng D2H, còn cái dòng thấp hơn thì như IPH ấy, thì nó sử dụng bóng H11. Thì bây giờ mình sẽ test lên thử cho anh em. Tuy nhiên là ở tất cả những gói này thì mình thường tư vấn cho khách cái gói nào. Video tiếp theo đằng sau đấy thì mình sẽ so sánh là tại sao sử dụng những gói combo nào cho nó hợp lý cho anh em. Tuy nhiên là cái video này làm thì nó sẽ dài quá và mình sẽ đi đến test trực tiếp tất cả cái dòng này cho anh em xem nhé. Anh em nhớ đón xem nhé. Mình sẽ cắt cái video này và làm cái video nó sẽ ngắn hơn, nó chi tiết hơn một chút. Đó. Xin chào anh em.